mình không có ý đã kích tác giả Ocean Vương hay là muốn gây một cái phốt, một cái drama gì đó với tác giả. Tuy nhiên, đây là cảm nhận của mình sau khi mình đọc xong cái cuốn này nhé. Và chào mừng các bạn trở lại với cái vlog review sách một lần nữa của mình. Cuốn sách này được Nhã Nam, mình thấy là BNE khá là nhiều, viết rất nhiều bài viết khen ngợi về cái tác phẩm này. Một tháng ta được rời ở nhân gian. Cái bìa phải nói là một trong những, hình như ra mắt vào khoảng tháng 1 trước Tết, một trong những cái bìa rất đáng chờ đợi. Thậm chí mình và cô em bạn của mình trong công ty cũ cũng đã có bàn nhau là có nên mua cuốn này không để đọc trong dịp Tết, để gọi là giải trí. Một trong những cuốn sách mà mình nghĩ là mình muốn, rất muốn mua vào dịp tháng 1 vừa rồi. Cái bìa hình giống như cái bông hoa này, nó đang gọi là nó phai màu theo thời gian, giống như những cánh hoa sakura rất là đẹp. Trên cái nền xanh, xanh đen đậm, dark blue. Với ra sau đây là những cái dòng dạng như giống như là gõ thư tay thời xưa vậy. Ở đây có một cái mã QR code để gia nhập vào Nhã Nam Reading Club. Một cái format cũng rất là Nhã Nam. Chúng ta có một cái giấy cũng kiểu như phần giả, phần đánh thư, đánh thư tay ngày xưa. Thì nó nói về một người con trai, chính là hình như là về tác giả luôn. Mặc dù mình không biết chính xác là cái bản dịch, cái bản gốc tiếng Anh là nó có như thế như vậy không, nhưng mà ở hay là do Nhã Nam họ dịch lại không có hay. Tuy nhiên lời văn phong trong này phải nói là rất là kiểu khá là tệ đối với mình. Nó mặc dù mình nghe đồn đây là trong những tác giả rất là nổi tiếng, được giới trẻ cũng khá là yêu thích ha. Và cái bạn mình có xem cái bài review sơ của bạn Toàn Là Sách thì bạn ấy có khen của này khá là nhiều. Khi mình định vào mình đọc tới thì cái trải nghiệm nó vô cùng tệ. Văn của Ocean Vương giống như một cái kiểu như một cậu học sinh cấp 3 đang viết văn vậy. Nó khá là giống như kiểu chấm phẩy từng câu, và khi mà mỗi câu nó không có được miêu tả trọn vẹn, mà nó giống như một cái câu, con nói một cái câu ý nghĩa đơn thuần thôi. Những từ ngữ và nó không có nhiều tính miêu tả lắm. Trong này đúng hơn, đây là một tác phẩm mà mình nghĩ gọi là tác phẩm miêu tả về vấn đề LGBT, vấn đề gọi là mình nghĩ chắc là đam mỹ nha, hợp xét giữa hai người con trai với nhau ở cái tuổi dậy thì của tác giả hay là của cái nhân vật trong này. Dưới gốc đổi lớp một cậu con trai giàu tình thương dành cho mẹ và cho bà ngoại. Mình không phủ nhận tình thương của tác giả dành cho mẹ bà ngoại. Tuy nhiên thì mình có cảm giác là khúc đầu đang cố tình tạo ra cái phần cảm xúc miêu tả từ cái giai đoạn thời còn nhỏ của tác giả cho tới khúc giai đoạn như dần lớn lên. Tác giả đang cố miêu tả là cái phần mình dành tình cảm cho mẹ và ngoại khá là nhiều. Tuy nhiên thực tế là cái câu chuyện này nó không có chú trọng vào cái phần đó lắm, mà nó thiên về miêu tả cái giai đoạn giữa tác giả và Trevor, người bạn gọi là, mình không thành trong cái giới LGBT lắm, nhưng mà mình tạm gọi là bạn trai của tác giả đi, với những lần đầu quan hệ và những lần sau đó, và những lần quan hệ thật và những lần quan hệ không thật, gọi là quan hệ phá ke nha. Đó thì mình nghĩ chắc là mấy cái bạn trẻ, mấy bạn Gen Z bây giờ hết mấy cái thể loại đam mỹ, mấy cái thể loại mà nam với nam vậy, thì có lẽ mình nghĩ là cái cuốn này khá là hay. Tự nhiên đó, mình ở một lứa tuổi Gen Y đời đầu, mình cảm thấy là mình cuốn này nó không có đem lại cho mình được cái giá trị bài học gì lắm của câu chuyện trong cái này hết. Mà cuốn này giống như là cái cuốn, có thể nói là nó hơi phí tiền đó. Nếu mà mình bỏ tiền mình mua cuốn này, sorry Nhã Nam và sorry tác giả Ocean Vương nếu mà có nghe được những cái lời này của mình. Tự nhiên đây là cảm nhận cá nhân của riêng mình thôi. Nếu mà mua về để cái bìa này để trang trí ở góc phòng thì nó vẫn rất là đẹp. Mình thực sự mình đánh giá cao cái thiết kế bìa. Mình phải dành lời khen cho Thanh Vũ, bạn thiết kế của Nhã Nam, tên là Thanh Vũ, thiết kế cái bìa này rất là đẹp. Mình có lời khen cho bạn. Ngoài ra những tổng thể trong cái cuốn này không đáng để mình bỏ tiền ra. Sorry về điều đó một lần nữa. Văn viết rất là tệ, câu cú miêu tả không thực sự tốt, mà viết rất là lãng mạn, thậm chí là nhảy từ kể câu chuyện này sang nhảy cho một chuyện kia, và nó rất là lủng củng khiến cho mình đọc mình rất là mệt. Y hệt như là cái cuốn Hình Hài của nước hôm bữa mình mới vừa chơi xong. Hai người này, hai cái lối viết văn của hàng ngày nó phải nói là rất y như nhau. Thậm chí cái cuốn kia mình đọc mình còn có thể hình dung là cái góc độ mà tác giả đang miêu tả nó hay, góc độ như một cái kịch bản của điện ảnh. Mình phải thông cảm được những cái khó khăn khi mà chuyển thể từ một bộ phim điện ảnh sang về một cuốn tiểu thuyết, tác phẩm truyện. Nhưng mà cái cuốn này
gốc là một tác giả đích thân tác giả viết cuốn này thì mình không nghĩ là nó có thể tệ như một như vậy, à, văn ngoài văn tệ như vậy, còn cái việc cắt dòng là cái chuyện mình rất là khó chịu. Mình không phải viết đoạn một cái đoạn xong rồi lại bỏ xuống dòng lại viết một cái câu tiếp, nhưng trong khi đó mình không hiểu cái việc bỏ xuống dòng nó có mục đích gì, mà cái chuyện đó nó xảy ra trong một cái khoảng rất là dài mà nó thường xuyên xảy ra. Mình không hiểu là khúc đầu thì nó rất là bình thường, nó không có chuyện nó xảy ra, nhưng mà khoảng khúc giữa có một cái đoạn khá là dài thường xuyên xảy ra cái đoạn ngắt dòng như vậy. Và có nhiều đoạn như mình đã nói, hai đoạn đầu miêu tả về bà và về mẹ thì nó cố tình gây chữ đánh vào cái phần tâm lý cảm động tình gia đình với tình cảm mẹ con với nhau, mà những cái nỗi khổ trong chiến tranh là cái thứ mình những cái chuyện đó, những cái story đó nó vô cùng cũ và nó không có gì mới, không có gì đột phá. Và đó là một cái lối mòn đi vào những cái tác giả, những cái tác giả phim ảnh, những tác giả chương kịch ở Việt Nam, các vở cải lương này nọ. Ngày xưa khi mình còn nhỏ mình nghe rất là nhiều những cái câu chuyện kiểu như thế này rồi, nó không có gì đổi mới, nó chỉ là tận dụng những cái niềm đắc ẩn, những cái niềm là nỗi đau trong cái con người ta để muốn tìm kiếm được sự đồng cảm trong người xem và người đọc. Miêu tả về cái giai đoạn miêu về mẹ là cái giai đoạn mình nghĩ là ấn tượng nhất, tại vì mình khá đồng cảm với cái tình cảm và hoàn cảnh của tác giả và mẹ. Tại vì trong đây thì người mẹ của tác giả là hồi xưa qua bên Mỹ là đang làm nghề nail với những vất vả massage này nọ các thứ phục vụ cho người ta, những cái nỗi khó khăn đó. Thì ngày xưa khi mà mình học cấp 3, cuối cấp 2 và lên cấp 3 lên đại học thì mẹ mình cũng phải lúc đó nghỉ việc ở chỗ làm cũ và mẹ mình phải quay về nhà, mẹ mình tự mình đi học ở những câu lạc bộ phụ nữ, học một cái nghề massage và mẹ mình mở massage tư nhân ở nhà, massage lành mạnh thôi chứ không phải là massage trá hình. Tuy nhiên thì cũng rất là mang tí rất là nhiều và rồi cũng là một công việc rất là khổ cực. Và mẹ mình luôn mấy cái đầu ngón tay của mẹ mình luôn bị là bị đau nhất tới bây giờ, thậm chí là sau khi mà giải nghề nghỉ hưu rồi mẹ mình những người bị gọi là ảnh hưởng của nghề nghiệp. Và mình nhớ nhất là ngày xưa mà mới khi mình đi học về mình mệt mỏi mình stress thì mẹ mình luôn massage đầu massage chân cho mình được thư giãn. Đó là những cái moment mà mình nhớ mãi tới bây giờ. Bên cạnh những cái thời gian mà mình khó khăn kiếm được đồng tiền massage, mình nhớ như khoảng ngày xưa là cạo gió massage của mẹ mình khoảng mấy chục ngàn, không có quá 100 ngàn, rất là rẻ thôi. Mà những đồng tiền xương máu, mồ hôi xương máu đó mẹ mình nuôi cho mình ăn học từ tới ngày hôm nay, đi học học đại học này, cái thứ lên tới bây giờ cũng là nhờ công sức của mẹ đó. Một lời phải dành cảm ơn mẹ mình. Cho tới bây giờ mẹ mình là khi mình lớn lên mẹ mình lâu lâu vẫn muốn massage đầu cho mình, nhưng mà mình rất xót khi mà phải nhìn mẹ mình già yếu mà phải làm gì đó không massage cho mình, cho nên mình không còn muốn mình không để cho mẹ mình làm nữa. Đó là cái đoạn mình có thể đồng cảm với tác giả về cái chuyện tình mẫu tử của tác giả. Tuy nhiên mình vẫn phải nói là thật sự là tác giả viết cái những cái đoạn này vô và những cái đoạn về bà ngoại của tác giả, những câu chuyện ở Việt Nam và những người tình của mẹ bà ngoại tác giả, hay là câu chuyện ở này nó thức nó rất là dài và lan man. Sau đó thì là lại đùng một cái cho mẹ một cái thương trước. Mình nghĩ mới đầu đây là một câu chuyện về tình mẫu tử, tình đứa con ngoan hiếu thảo, nhưng không, nhưng về sau khúc sau nó bẻ hẳn 180 độ về cái mối tình gọi là LGBT của tác giả với Trevor, một cái mối tình thật sự, một tuổi trẻ gọi là tuổi trẻ nấu loạn kiểu Mỹ. Và nó có những lần đầu họ quan hệ giả với nhau, quan hệ pha ke cái thứ. But anyway, kể cả về sau mà khi mà cái câu chuyện tác giả dùng những cái ngôn từ mình thấy rất là nó hay cứ bị mâu thuẫn với nhau, khi hiện xưng là con mà khi hiện xưng là cậu ấy hay là hắn gì, nó miêu tả rất là lúng củng và lộn tùm vèo. Và thậm chí cái kiểu xưng hô này giống như là một lời tâm sự của bức thư mà tác giả dành viết tặng cho mẹ của mình, gửi tới mẹ mình. Nhưng mà làm gì có ai mà viết cái bức thư nào mà dài tới gần 300 trang như ông này, nó một điều vô cùng phi lý. Mình là cảm thấy mình cái chuyện mà mình đọc cái kiểu để mình có thể hình dung một cái câu chuyện nó hơi rất là khó để hình dung được cái vấn đề mà tác giả không nói thôi. Chi bằng tác giả kể hẳn là tôi, xưng dùng cho tôi và kể thẳng câu chuyện góc nhìn nó trực quan nhiều hơn. Còn lần này cứ xưng bằng con, xong đó giống như một đứa con hiếu thảo, nhưng thật sự không hề hiếu thảo, một đứa con này cũng vô cùng cũng ngỗ nghịch và cũng gọi là bung lụa cái thứ, chứ không phải là kiểu đứa con ngoan đòi giỏi cái thứ đâu. Ở góc độ của mình có hơi chút xíu khó chịu tác giả về cái tính cách tác giả, thậm chí là sorry nhiều nếu như mình có nhìn sai về tác giả, nhưng mà cái những cái khởi đầu, những cái khoảng một chương đầu, một hai chương đầu mình đã đọc, mình thấy có cái mùi về
cái những cái luồng suy nghĩ của tác giả nó ảnh hưởng do mình nghĩ là một số gia đình đó, khi mà một đứa trẻ hình thành phát triển lớn lên được ảnh hưởng rất là nhiều từ gia đình. Và đương nhiên thì mẹ của ta, bà ngoại của tác giả đã mắc một cái bệnh giống như là rối loạn tâm thần hay gì đó, mình không biết chính xác cái bệnh đó, nhưng mà đã khá là tinh thần không được vững lắm. Và kể cả mẹ của tác giả cũng có một số biểu hiện nó hơi cái dấu hiện gọi là tâm thần nhẹ nhẹ, nhưng không phải gọi là dạng như phải vô nhà thương điên lắm, nhưng mà kiểu hơi bị kích động chút xíu, bị stress thứ. Và mình nghĩ là do tác giả cũng một xíu như vậy, cho nên là cái cách mà viết văn của tác giả Ocean Vương nó vô cùng là nó hơi kiểu manh manh. Mình nghĩ là mình tạm gọi là manh manh, sorry, nó hơi nặng với một số bạn hình dung, nhưng mình nói mình đó, nó nhẹ lắm. Cái đầu của mình nói manh của ông này thì cũng hơi nhẹ và hơi thấy có dấu hiệu một xíu, nhưng mà đó, những cái điều mà mình nói, kể cả lúc mà bà ngoại của tác giả về sau bị bệnh ung thư các kiểu ha, và đối mặt với cái chết, và cả mẹ lúc mà tâm sự phút cuối trước khi mà hơi gần hết cuốn truyện với mẹ của tác giả, thì bản thân cũng luôn luôn liên tưởng tới Trevor. Kể cả lúc đó Trevor đã chết được một khoảng thời gian khá là lâu, what the hell của cái câu chuyện này là một câu chuyện ông này ổng đang tưởng nhớ cái thời ổng đang rực rỡ đúng nghĩa, ổng nhớ về cái thời mà nồng cháy của ổng với Trevor, đội lớp một đứa con ngoan trò giỏi với lại mẹ và bà ngoại của ổng thôi, chứ ra ổng có quan tâm cái chuyện đó lắm đâu, mình nghĩ là như vậy đó. Và đó là cái cảm nhận của mình, sorry, là cảm nhận cá nhân và cả chủ quan của mình đối với một sáng tạo rực rỡ của Ocean Vương. Và nếu như bạn nào thích cái video này, hãy cho mình xin một like, một share, và nếu như bạn có những ý kiến khác, những ý kiến trái chiều, đi ngược lại những đám đông ở ngoài kia giống như mình, hoặc là bạn phản bác lại mình, thì bạn xin mạnh dạn để lại ý kiến bạn dưới phần bình luận bên dưới. Mình đã sẵn sàng đón nhận những lời bình ý kiến đóng góp của các bạn một cách tích cực nhất. Và nếu đây là lần đầu tiên bạn đến với kênh mình, hãy bấm nút đăng ký và nút chuông thông báo kế bên để bạn không thể bỏ lỡ bất kỳ video mới nhất nào từ kênh của mình nha. Bye bye, hẹn gặp lại.